Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cây Samsung 212. Và nói chung là tất cả các dòng Samsung luôn anh em. Nếu mà anh em quên cái mật khẩu này. Đây là cái mật khẩu Samsung iCloud, Samsung iCloud iPhone. Đây là Samsung account này, phải ghi Samsung account. Thì lúc mà anh em tạo tài khoản để tải ứng dụng như Soyo Shop Play để tải này, nhưng anh em kỹ nhiều khi lại tạo luôn cái tài khoản đó, thì lúc mà mình reset lại máy để máy nó mới lại cho nó chạy nhanh thì anh em vô một tài khoản này không, quản lý tài khoản này đó, Google thì mình xóa hết rồi, Facebook này còn thiếu anh em xóa tài khoản Facebook luôn, anh sạch máy này đó, thì còn lại đúng tài khoản Duy Khánh, tài khoản đó này anh em xóa không được rồi nha, xóa là nó đòi hỏi anh em phải nhớ mật khẩu nha. Cái nó wifi ngay này sẽ ra mật khẩu này, mình cứ nó wifi cho anh em xem này. Nếu anh em quên nhớ mật khẩu thì mình không nói, ngoài ra trường hợp là anh em quên mật khẩu thì anh em không thể nào mà chơi được nó hết. Là này vô ra từ đầu này, cài đặt tài khoản này, quản lý tài khoản này, đó, thật sự là cao, bấm đây nha, đèn xuất. Nếu anh em nhớ mật khẩu anh em nhập vô phát là ra ngay, đèn xuất này, đó. Nhưng mà giờ mình đâu có nhớ mật khẩu đâu, mà không nhớ mật khẩu thì bây giờ anh em đã thoát hết tài khoản rồi, mà anh em reset lại máy này, anh em đặt lại này, thì vô cài đặt, cũng như nãy mình vô được từ đầu, vô cài đặt này, vô quản lý chung nha. Quản lý chung đặt lại này, đặt lại máy cho nó mới á, cho nó chạy nhanh á, khôi phục cài đặt này thì nó không cho đâu nha, xóa hết này đó, bắt buộc mình phải thoát Samsung account ra, thì một cách rất là hay anh em tách cùng với mình, chỉ có cách này anh em mới xử lý được, tách nguồn chờ máy tách hẳn nha nè, chờ máy cúp xanh nó rung một phát hết này. Anh em giữ cái nút volume cộng trừ nguồn đúng không, anh em giữ cộng cho mình, giữ nguồn luôn đồng thời nha, một lúc luôn nha, hai cái đồng thời bấm luôn này, bấm xuống im cho anh lên, xong anh em thả nhanh ra nha, đó ha, nó sẽ vào màn hình đây, thì anh em bấm xuống này, chọn Factory Reset nha. Đây. Ngoài data Factory Reset bấm nút nguồn cái nha. Bấm nút nguồn này. Đó. Thiết lập lại ban đầu, bấm xuống này. Bấm nguồn tiếp này. Đó. Thì cái máy các anh em nó sẽ về chế độ ban đầu là cái chế độ mới đúng không? Và nó xóa luôn cái Samsung account luôn. Đó. Nên mình chia sẻ để anh em nào quên cái account đó, thì tự làm. Nói chung rất nhiều anh em biết, nhưng mà anh em biết thì bỏ qua không cảnh báo mình nha. Còn những anh em chưa trải nghiệm qua, chưa biết thì mình sẽ làm theo cách của mình nha. Là bảo đảm anh em sẽ sập tài khoản. Rồi. Reboot system nào, bấm nguồn phát. Trên YouTube mà anh em, mình không chia sẻ thì người khác chia sẻ thôi. Đó, mình làm chia sẻ cho anh em chưa biết. Đó, nó sẽ chạy lại và anh em chờ mình 3 phút nha. Tạm dừng video nha anh em. Đây anh em. Tầm 3 phút sau thì máy nó sẽ về chế độ ban đầu nha. Là mình chia sẻ cách thiết lập luôn cho những anh em chưa biết. Thiết lập luôn. Anh em cứ làm như mình là máy lại sạch trơn, chạy mượt mà từ đầu ngay. Có rất nhiều anh em biết rồi, nhưng mà anh em biết thì bỏ qua nha. Đây là mình chia sẻ những người chưa biết. Rất nhiều người chưa biết ha. Còn những anh em rành rồi thì không nói. Thiết lập cách rất là đơn giản và máy trở về trạng thái như máy mới luôn. Mình không tua nhanh nha, cái này mình cứ làm từng bước chậm rãi để cho anh em tự biết. Đó, nó thì về màn hình chính luôn anh em cảm nhận không? Và bây giờ mình sẽ vô phần cài đặt nha, để coi thử nó đã mất cái tài khoản Samsung account chưa nha. Tài khoản này, quản lý tài khoản này, anh em thấy không? Máy sạch trơn luôn. Đó. Và đã ok nha. Giờ mình sẽ kết nối wifi để nó tải, nó cập nhật những ứng dụng mới nhất về
điện thoại để mình hoạt động như ban đầu nha. Rồi anh em xem clip thấy hay như bấm đăng ký like để ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại chào cả nhà và hẹn anh em clip tiếp theo nha.